Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai con Samsung S23 Ultra. Thì một con này là bản Hàn và con này là bản quốc tế. Thì cái những cái clip về S23 Ultra hay là những cái trải nghiệm thì anh em chắc cũng đã quá quen thuộc rồi. Thì cái con này nó hiện tại đang là con mà em nghĩ là nó gần như là toàn diện đấy các bác. Nó gần như tiệm cận đến sự hoàn hảo rồi. Thì cái con này, chính cái con S23 này là em đã dùng được phải được 3-4 tháng rồi. Thì nói chung em giờ không biết phải chê nó ở điểm nào cả, tại vì nó gần như là quá hoàn hảo, không có gì để chê các bác. Ngoài nếu mà có chê thì mình chê mỗi cái là cái phần viền cạnh dưới này này nó vẫn đang còn hơi dày hơn so với những cạnh khác thôi, chứ còn thực sự là chả có cái gì để chê cả. Còn cái việc mà camera đục đục lỗ như này thì là nó em thấy là nó cũng hợp lý thôi, chứ bây giờ đúng là nếu như mà làm cái ẩn cái camera đi ấy, thì có thể là nó trông đẹp hơn, nhưng mà đánh đổi lại thì cái chất lượng camera trước nó sẽ không ngon. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đây ấy, đây là cái con S23 Ultra của em đã dùng nó nhé. Còn cái con này thì cũng là một con em dùng được khoảng 1 tuần rồi, thì bảo đảm cho các bác là hai con máy này đều không có lỗi lầm gì cả các bác nhé. Đấy thì em nghĩ là anh em mua cái dòng S23 hoặc là S22 thì cũng sẽ có sự cân nhắc. Thứ nhất là cái dòng S22, S22 Ultra ấy, thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ rẻ hơn đấy, nhưng mà đánh đổi lại thì đúng là con chip 8 Gen 1 ấy, thì nó sẽ hơi nóng hơn con này. Con này thì chip 8 Gen 2 nó đã gần như là giải quyết được cái vấn đề nhiệt trên cái con 8 Gen 1 rồi. Thì thứ nhất này, về cái camera thì đương nhiên là nó sẽ không có nhiều sự khác biệt đâu, nó vẫn sẽ hơn S22 Ultra, nhưng mà nó sẽ không không tạo được cái sự khác biệt quá lớn. Nhưng mà sự khác biệt lớn nhất ở đây đó là cái thời lượng sử dụng pin đi các bác. Thì cái con này cái thời gian đầu nhá, thời gian đầu của em ấy khi mà mới mua con này về dùng ấy, thì nó được khoảng tầm 8 tiếng. Đấy là em đang nói là mức sử dụng bình thường của em nhé, là dùng chủ yếu là Facebook, Zalo rồi Messenger để mà làm việc thôi. Thì công việc của em cũng chủ yếu là trên trên điện thoại mà, cho nên em dùng cái điện thoại rất là nhiều. Thì cái thời gian đầu ấy là nó được khoảng tầm 8 tiếng, hơn 8 tiếng. Đấy, xong bây giờ là tầm sau 3-4 tháng thì bây giờ nó chỉ khoảng tầm 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng thôi. Thì cái đấy không phải là do cái pin nó bị chai đâu các bác, mà nó là do cái việc mà mình sử dụng trong thời gian nó lâu hơn ấy, thì nó sẽ tạo ra nhiều cái file rác hơn, và mình tải nhiều ứng dụng rồi làm việc công suất nó lớn hơn. Rồi nó cũng đa số nữa là em dùng 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 cái mạng ấy, dùng mạng là dùng SIM 4G các bạn, cho nên là cái thời lượng sử dụng nó cũng ít đi các bạn. Đấy thì đây, khi mà mua ấy, em cũng đã có tải cái phần mềm này rồi, tại vì trên Android thì các bác biết rồi, nó không có cái đo phần trăm pin như bên iPhone. Nhưng mà đây, cái phần mềm này khi mà em đã tải từ lúc em mua máy nhé, thì bây giờ nó vẫn báo là 101%. Thì có cái con số này thì em cũng không biết là có đáng tin hay không, nhưng mà vấn đề là cái thời lượng sử dụng pin thực tế của nó vẫn rất là ngon. Và em nghĩ là cái con này nếu bác nào quan tâm về pin ấy, thì là cũng không phải lo lắng gì cả. Đấy, thì là các bác về pin thủ của thứ không phải lo lắng về con này cả. Đấy thì em đang giới thiệu qua đây thôi, chứ còn em bán hai con này nha các bác nhé. Bán hai con này thì con này em bán là giá 17 triệu, còn con này nó là 19 triệu. Thì cái con này, cái con màu đen này này thì nó là bản Hàn các bác nhé. Số lượng RAM của nó là 12, RAM 12, bộ nhớ trong là 512. Đấy. Và những cái thông số khác thì quên, nó có hai SIM. Hai SIM thì cái bản Hàn ấy thì nó lại là một SIM vật lý và một một eSIM các bác nhé. Thì tuy nhiên ấy thì em cũng sử dụng qua quá trình sử dụng thì em không thấy có ảnh hưởng gì cả. Đấy, còn cái bản này thì là bản quốc tế, thì là cũng là 12 GB, nhưng mà cái con này chỉ có 256 bộ nhớ trong thôi. Nhưng mà được cái này là nó có hai SIM vật lý các bạn, hai SIM vật lý luôn, không cần phải là eSIM, thì các bác dễ dàng trong việc mà các bác thay thế SIM thôi. Đấy. Nhưng mà bù lại thì cái con Hàn này này nó lại có ghi âm cuộc gọi các bác nhé, có con này thì nó lại không có ghi âm cuộc gọi. Đấy. Còn tất cả những cái chức năng hay là những
về phần mềm hay là nói chung về về quá trình sử dụng chức năng của hai này thì bảo đảm cho các bác không hề có một lỗi nhỏ nào các bác nhé. Thì bây giờ em chỉ có show cho các bác là cái ngoại hình của con nào để các bác tiện các bác lựa chọn thôi. Đấy. Thì đây, đây là cái con bản Hàn màu đen nhé, con này 17 triệu thôi nhé. Thế đây em sẽ show cho các bác luôn. Đấy. Cạnh dưới đây các bác. Đây. Đó. Nói chung ấy thì là các bác phải hiểu đơn giản đây này, cái dòng S23 Ultra hay S22 mấy dòng trước thế thôi, bên Samsung là nó có hai cái việc nó bị hơi chóc sơn ấy, thì cái con máy của em cũng có nhé, nó chóc sơn nhẹ nhẹ này, ví dụ chỗ này này, đã đấy, đấy, chóc sơn nhẹ nhẹ này, khó nhìn quá nhỉ, đấy đấy, nó hơi chóc sơn nhẹ nhẹ này, đấy nhưng mà nói chung là nó vẫn còn rất là đẹp. Rồi, còn đây là cạnh trái này, đây cạnh trái thì màu đen nó cũng hơi khó nhìn nhưng mà nói chung là đẹp nha, đây có một vết phẩy phẩy nhẹ xíu ở đây thôi. Đấy. Ok, trên này không có gì. Còn đây, đây là cái cạnh trên này, đây cạnh trên chỗ này cũng có chóc sơn nhẹ nhẹ này. Đấy, nó cứ hay thì các bác biết rồi, cái S23 Ultra thì là nó vuông ấy, nó vuông cho nên những cái góc vuông này nó rất là dễ xước nha các bác nhé, kể cả các bác dùng ốp hay là không dùng thì nó vẫn dễ xước thôi. Đây là em dùng ốp rồi mà vẫn bị các bạn, đấy, nó bị nhịp chấm chấm ở đây này. Đấy. Bên này thì đỡ hơn, bên này thì gần như không có gì. Đó. Còn đây là cái cạnh phải này. Cái cạnh phải thì đẹp các bác nhá, yên tâm, các bác yên tâm, cạnh phải cái đẹp, không vấn đề gì. Đó. Ok, thì sẽ cho bác xem tiếp cái phần mặt sau. Thì mặt sau thì đương nhiên là cái phần lưng thì không vấn đề gì rồi, nó rất là đẹp. Cái mặt lưng nhấp nhá này cầm khá là sướng các bạn. Thì cái con này của em nó bị chóc sơn một xíu ở cái cam này đấy, cái mũi chấm này này đấy, có bị chấm này đấy, còn lại thì là kính cam cái thứ là chưa hề có vết xước đâu nhá, đấy bảo đảm các bác chưa hề có vết xước luôn đấy, cho các yên tâm đó. À đây quên mất chỗ này bị mượn đây, mà bị phải đây, cái bên này là vết mà em xước qua tường ấy, để điện thoại ở giường cũng là cầm nó hơi sức vào tường cái cũng tạo thành cái sức như này. Đấy, có thấy không? Đấy, nhìn đây này. Đó. Nó không phải là vết cấn nữa các nhá, nó là vết bị sức sơn ấy. Sơn qua tường ấy đấy. Đó. Đấy, cho nên dùng cái dòng này thì hơi ức chế ở cái khoản là nó hay bị chóc sơn các bạn. Đấy, đây là cái vết lớn nhất thôi. Đấy, còn tổng quan lại thì máy rất là đẹp các bạn. À, em cũng nghĩ là tại vì em cũng hay mua máy nhiều ấy, thì những thương gia khác thì toàn nói là máy đẹp keng nhưng mà thực ra về về sức lắm các bạn, nói chung là đánh giá để cãi nhau nhưng mà hơi khó. Còn đây là cái màn hình trước, đây màn hình trước con này thì đẹp các bạn nhé, nó cũng có một hai cái vết chấm phẩy đây, tại vì con này là em dùng trần, cái màn hình trước ấy là em không có dán gì cho nên em bị hai bên mấy vết phẩy phẩy đây này, đây này có nhìn thấy không đấy, đây này phải về bé bé thôi. Cái này phải nghiêng cái điện như này các bác mới thấy được nha các bác nhé, chứ còn dùng bình thường như này thì hoàn toàn các bác không hề để ý được và không biết được nó có xước luôn đấy. Đó đó, thì nói chung cái ngoại quan con này vẫn có thể đánh giá được nó là 99% các bác nhé, các bác yên tâm dùng nó rất là ngon luôn. Con này là tại vì con này là chính tay em dùng cho nên là về thời lượng pin hay là về chức năng thì tuyệt đối là ngon lành, không vấn đề gì cả luôn. Rồi thì em sẽ nói tiếp về cái con màu xanh này. Thì các bác biết đấy, cái dòng S23 năm nay ấy, thì là đúng là cái màu này em nghĩ là cái màu mà đẹp nhất, tại vì nó gần như thực ra là nếu mà tính về cái đồng bộ ấy, thì là cái màu đen nó mới là đồng bộ nhất, tại vì cái khung viền nó cũng màu đen này, màu đen anh tím nhé, là cái lưng cũng hơi màu đen anh tím cho nên nó sẽ là đồng bộ nhất. Nếu mà tính về nam tính thì dùng con này sẽ nam tính hơn, còn nếu mà để mà độc đáo hơn thì hoặc là nó kiểu nó có chất riêng thì em nghĩ là màu này hoặc là màu đỏ, nhưng mà màu đỏ thì lại cái viền nó lại màu đen cho nên là tự nhiên nó lại từ đang chuyển từ đỏ sang đen luôn, nó không nó lại tự nhiên nó thành cái lạc lõng ấy, cho nên là em cũng không thích màu đấy bằng cái màu này. Còn cái màu này lại đứng đây là cái màu em thích nhất đấy. Thì cái con này thì là bản quốc tế và nó có hai sim vật lý các bác nhé. Đấy, nhưng mà con này thì cũng 12 GB nhưng mà con này chỉ có 256 GB thôi.
Và con này em đang bán là 19 triệu thôi nhé. Thì con này là đẹp hơn con kia nhiều, nó gần như không có vết xước luôn ấy. Thì em soi mãi thì nó mới có một cái vết xước xíu ở ở cái viền cam này này đấy, xíu thôi đấy, chỗ này này đấy, chỗ này này đó, còn lại thì nó gần như không có vết xước. Nói chung là có một vài cái vết xước bé xíu xíu thôi. Đây nhìn sao đây, có một vết xước xước phải phải ở đây này, đây này, nó rất là bé bé thôi, chỗ này này đấy. Chỗ nào nữa nhỉ, để em soi kỹ lại xem nào. Đây, em cứ xoay một lượt cho các bác yên tâm nhé. Đây cạnh dưới này, hãy các bác theo rất là nét luôn. À đây có một vết phẩy phẩy xíu xíu ở cổng sạc đây này, nhẹ thôi đó, rất là nét luôn. Những cái viền những góc này nó chưa chưa gần như là chưa có vết xước hoặc một một vài cái chấm bé tí thôi đó. Rồi còn đây là cái cạnh phải đây, rất là đẹp. Đó. Đây là cạnh trên này. Ok các bác, cạnh trên thấy rất là đẹp các bạn. Đó. Còn đây là cạnh phải đây. Cạnh phải thấy không nha, rất là đẹp luôn. Đấy, một cái vết phẩy này nó kiểu như là nó chỉ vết bẩn ấy, nó gần gần như vậy. Đó, rất là đẹp luôn. Ok. Còn cái màn hình của con này ấy, là đẹp nét các bác nhé. Cái màn hình con này đẹp nét luôn, không hề có vết xước đâu luôn. Đây để lau cho các bác xem. Đây, màn hình con này thì bảo đảm cho các bác là đẹp nét luôn, không có vết xước nào luôn. Đó, các bác yên tâm nhé. Màn hình con này thì tuyệt vời rồi. Soi cho các bác lại cái cụm camera. Đây. Thì cái cụm camera của con này là cũng thế nhé, không hề có vết xước nào cả các bác nhé. Đấy, chỉ có mỗi, nói chung con này thì bị mỗi cái vết phẩy ở ở cái viền này là lớn nhất thôi, chứ còn lại là đẹp nét luôn các bác nhé, cho bác yên tâm. Thì đấy em vừa show cho các bác hai cái con này, thì cái con này 17 triệu này, cái con này thì 19 triệu này. Thì bác nào mà cần con nào thì liên lạc em ở số Zalo ở đây nhé. Bảo đảm cho các bác là tất cả chức năng của hai con này đều bình thường, không hề có vấn đề gì nhỏ nhé. Bút, S Pen, cái thứ là bình thường hết nhé các bác nhé. Em cũng không cần phải tháo ra đâu. Rồi, ok. Chào các bác.